Bệnh nhân thứ 45 á, một cái danh sách rất là dài, những người mà tiếp xúc chung với lại tiếp xúc gần với bệnh nhân 45 đó. Thì á, trong đó có hai người là ở Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Mà Ngân ở quận 11, mà Ngân ở ngay phường 5 luôn mọi người. Bây giờ thì Ngân sẽ chuẩn bị làm tương ăn gỏi cuốn nha mọi người. Ở đây Ngân có tương đen nè, chai này để dành ăn phở đó. Ngân sẽ cho hết cái chai đó vào đây luôn. Còn đây là cái bơ đậu phộng hôm nay Ngân sử dụng. Ngân sẽ cho vào đây 2 muỗng. Và một muỗng đường, sau đó Ngân quậy cho nó cái hỗn hợp này nó đều lại với nhau. Và đây một ít dầu ăn và Ngân sẽ phi cho cái củ hành này nó vàng, củ hành tím mình sắc lá đó mọi người. Sau khi nó vàng thì Ngân sẽ vớt để riêng ra một cái chén, chắc bớt cái phần dầu thừa ở trong cái chảo này đi. Và mình sẽ tiếp tục cho cái phần củ hành tím mà mình băm nhuyễn á, phi cho nó vàng, thơm. Và sau đó đổ cái tô nước sốt lúc đầu mình chuẩn bị vào đây, nấu thêm tầm khoảng 2 phút nữa là ok rồi mọi người. Sau đó thì Ngân sẽ cho đậu phộng và cái hành phi lên đây. Cái nguyên liệu để cuốn thì tôm với thịt thì Ngân đã luộc. Thịt thì Ngân cũng sắt rồi, tôm cũng lột vỏ xong hết rồi. Thì bên đây là Ngân có salad nè, rau diếp cá, rau thơm và không thể thiếu đó là hẹ. Bánh tráng hôm nay Ngân dùng là cái loại bánh tráng mà không cần phải nhúng nước luôn. Bánh tráng của Tây Ninh đó mọi người. Bánh tráng hình vuông và một ít bún. Bây giờ thì mình chuẩn bị mình gói nha mọi người. Mình sẽ cho cái miếng bánh tráng lên đây nè. Mình cho lên đây một ít salad. Rau thơm, rau diếp cá. Rồi Ngân sẽ cho bún lên luôn. Tiếp đến thì Ngân sẽ cho thịt heo. Mình trải cái miếng thịt heo ra ngoài miếng bánh tráng như thế này thì mình cuốn cái miếng thịt và cái con tôm nó sẽ lật ra ngoài, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cho một cọng hẹ vào nữa. Rồi bây giờ mình cuốn nó lại thôi mọi người. Tương tự như vậy thì Ngân sẽ làm hết luôn cả cái phần tôm và phần thịt luôn ha.
Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngân. Ngân đã làm xong cái mâm gỏi cuốn ngày hôm nay rồi nè mọi người. Ở đây á đều là tôm với thịt hết. Nhưng một cái thì Ngân cho thịt lên trên nè, một cái thì Ngân cho tôm lên trên nhìn cho nó đẹp á mọi người. Đó, cái chén tương lúc nãy mà Ngân làm nè, tương đen. Rồi thì cái ăn mắm nêm cũng được, nhưng mà Ngân thích ăn với tương đen hơn. Thì bây giờ mình ăn cái tôm trước nha mọi người. Mình có cho một cái bịch ngay giữa để cho nó khỏi dính á, vậy mà nó vẫn dính mọi người ạ. Đó. Đây, chiên tương. Mời mọi người nha. Wow. Rồi, cái thịt nó có mỡ mọi người, cực kỳ béo luôn. Tôm á giòn giòn, tôm này mua là nó cũng kiểu như ngáp ngáp vậy. Cái tương rất là béo luôn mọi người, đậm đặc luôn á. Ừ, bỏ chiến tường lên đây cái nào. Cái này là 2, 4, 6, 8, 10. 2, 2, 4, 6, 8. Trời, đúng 20 cuốn luôn mọi người. Lúc nãy không có đếm, giờ cũng mới đếm, nó đúng 20 cuốn luôn á. Mà cái cuốn này rất là dài luôn. Này á, nếu muốn béo thì mình cho nhiều bơ đậu phộng là béo rồi mọi người. Mà thích không thích ăn đặc á thì mình nấu cho nó lỏng lỏng ra cũng được, thêm nước vô, mà Ngân thích ăn nó đặc như thế này hơn. Thơm cái mùi hành phi ghê luôn á. Wow, đã quá. Cái món này nhìn thấy đơn giản nhưng mà cuốn nó rất là lâu mọi người. Cái bánh tráng mà Ngân dùng lúc nãy, lúc đầu tiên Ngân quay cho mọi người xem á nè, quên khoe mọi người nè, cái này là có thịt nè, bên đây là tôm nè, đó đầy đủ hết. Cái bánh tráng nó rất là tiện luôn, mọi người không cần phải nhúng nước luôn đó, giờ ngon đâu cần nhúng nước đâu mà ăn rất là ngon nha. Đã quá. Cũng lâu rồi Ngân không ăn gỏi cuốn lại.
Ui, cái miếng thịt heo nó bé quá. Bên ngoài trời đang chuyển mưa mọi người, sắp mưa à. Vừa mới giặt thao đồ xong. Nhưng mà sao đồ ngoài mưa một cái là ăn cám luôn. Tâm sự với mọi người tí xíu, thì không biết là cái video này Ngân up lên hôm nay hay là ngày mai, tại vì hôm nay là Ngân quay ngày thứ bảy, thì có nhiều khi Ngân edit video không kịp, thì có rất là nhiều clip là Ngân hôm nay quay là ngày mai Ngân mới post lên. Thì hiện tại tối hôm qua Ngân nhận được một cái tin, đọc tin ở trên cái trang fanpage mà Tôi Là Dân quận 11 á mọi người, tại vì Ngân ở quận 11. Thì có cái bệnh nhân thứ 45 á, một cái danh sách rất là dài, những người mà tiếp xúc chung với lại tiếp xúc gần với bệnh nhân 45 đó. Con Miu nó kêu. Thì á trong đó có hai người là ở Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Mà Ngân ở quận 11 mà Ngân ở ngay phường 5 luôn mọi người, mặc dù không ở đường Lạc Long Quân thôi. Tức là nó rất là gần luôn á, cái cự ly hiện tại thì rất là gần rồi. Nhưng mà không biết là cái kết quả xét nghiệm là như thế nào, thì cũng hiện tại là cũng đang cách ly xét nghiệm đó mọi người. Thì Ngân rất là hy vọng là sẽ không ai bị thêm nữa. Ngân đang rất là lo luôn, tại vì nó quá gần khu Ngân ở. Mà nếu có cái số lượng người mà tăng lên thì Ngân còn lo dữ nữa. Tại vì sáng giờ Ngân ngủ dậy xong rồi Ngân đi chợ mua đồ quay clip vòng vòng, Ngân chưa lên đọc báo, cho nên không biết là cái tình hình hiện tại cập nhật tới đâu thì Ngân cũng chưa biết luôn. Nhiều khi có kết quả rồi mà lo, Ngân sáng giờ Ngân chưa lên mạng nên là Ngân chưa biết á. Ngân thì được cái là rất là kỹ. Ngân đi ra ngoài chợ, kể cả đi làm, lúc nào Ngân cũng đeo khẩu trang á. Ngân mà đi chợ lúc nào cũng có nước rửa tay để rửa hết mọi người, đeo khẩu trang luôn. Cho nên là Ngân cũng kỹ lắm, gặp người lạ rồi này kia là Ngân cũng đeo khẩu trang hết à. Cái gỏi cuốn này á, Ngân thấy hình như là ngoài miền, Ngân thấy một số người thôi nha, Ngân không biết có phải không, đã ngoài miền Bắc á, người ta ăn không có ăn với lại cái cọng hẹ này mọi người. Cọng hẹ này là miền Tây Ngân là ăn rồi đó. Còn ở miền Bắc người ta bỏ vào cái cọng hành lá á, không biết phải vậy không, tại Ngân cũng có xem một vài clip thì Ngân thấy là người ta bỏ cọng hành lá vô. Nó cắn lộn nhau quá. Hôm nay Ngân mua cái thịt nó hơi bị nhiều mỡ.
Cái cuốn này nó rất là dài luôn mọi người nè. Do cái miếng bánh tráng nó dài á. Tự nhiên lo quá mọi người, không biết hai cái người ở quận 11 đó có bị không. Trời ơi, bị chắc cái quận ở là xôn xao luôn á trời. Sợ lắm luôn á. Rồi lúc sáng Ngân đi chợ, Ngân mua mấy cái đồ này để làm clip nè. Thì những người ở trong chợ hầu như kiểu như là rất là dửng dưng luôn, không có quan tâm tới dịch bệnh luôn á mọi người. Kiểu rất là bình thường luôn á, chả thấy ai đeo khẩu trang gì hết trơn, nói chuyện cười nói bình thường. Bởi người mới nói có một chuyện gì một cái là né không kịp á, tại vì không ai đề phòng hết trơn. Bộ Y tế một ngày ta nhắn bao nhiêu tin là cũng thấy cũng bằng thừa rồi đó. Một lát lên đọc báo thử coi. Quay xong clip là lên đọc báo liền. Thử coi mình sao. Bây giờ là 12 giờ. Ngân nghe nhà thờ đổ chuông rồi. Quay xong cái này là Ngân phải một tí nữa phải đi tắm cho trôn nữa mọi người. Mà trời hôm nay không có nắng. Ui ui vậy. Còn 12 cuốn. Nhưng hết cuốn này là 8 cuốn. Hết cuốn này nghỉ một hôm nào quá. Mới này gì cho bạn chồng. Cho bạn chồng xử lý hết. Chồng cũng thích ăn gỏi cuốn. Hai đứa cũng đạo gỏi cuốn. Ok mọi người, thì cái video hôm nay thì Ngân cũng xin phép kết thúc tại đây. Ngân rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem cái video của Ngân. Và đừng quên bấm like cũng như là đăng ký kênh của Ngân để có thể xem thêm được nhiều video clip mới sau này của Ngân nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.